Mali là một quốc gia không giáp biển tại Tây Phi, có biên giới với nhiều quốc gia như Algeria, Niger, Burkina Faso, bờ biển Nga, Guinea, Senegal và Mauritania. Với đa dạng địa hình từ sa mạc Sahara ở phía bắc đến vùng đồng cỏ savanna ở phía nam. Quốc kỳ Mali là một lá cờ hình chữ nhật có ba sọc dọc bằng nhau. Từ cột cờ là màu xanh lá cây, vàng và đỏ, đây là các màu liên phi. Quốc kỳ của Mali gần giống với quốc kỳ của GUINE ngoại trừ việc các màu có thứ tự ngược lại trên quốc kỳ màu xanh lá cây đại diện cho sự màu mỡ của đất đai màu vàng tượng trưng cho sự tinh khiết và giàu có về khoáng sản còn màu đỏ là máu đã đổ để giành độc lập từ tay người pháp